Bản tin 24 giờ xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình mưa lũ trên toàn thế giới, cũng như tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt hoàn toàn kể từ ngày 16 tháng 7. Các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác chìm trong nước. Đường thành sông, xe cộ ngập trong nước. Mưa lớn khiến nhiều tỉnh thành miền phía Nam Trung Quốc vỡ đê, gây lũ lụt, sạt lở đường, mất mùa màng. Người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề. Đồng thời, nhiều nơi thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn tại vùng Nam Bộ ngập hoàn toàn, mưa lớn lại tiếp diễn ở nhiều nơi. Theo bản tin của CCTV, thảm họa do mưa lớn từ 16 giờ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại 7 quận và thành phố ở tỉnh Giang Tây, thành phố Phúc Châu, thành phố Tế An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương, thành phố Thượng Liêu, thành phố Cám Châu có 497.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng tại địa phương lên tới 67,7 hecta với 1,1 nghìn hecta hoa màu mất trắng. Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn đã khiến 44 hộ dân và 17 ngôi nhà ở Giang Tây bị sập. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 520 triệu nhân dân tệ. Vẫn cần thống kê thêm về tình hình thiên tai. Kể từ ngày 14 tháng 7, các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh khác đã bị lũ nhấn chìm, đường xá trở thành sông và các phương tiện bị ngập trong nước. Ngoài Giang Tây, nhiều nơi ở Hồ Nam cũng xảy ra mưa lớn. Mực nước sông ở một số khu vực dâng cao chóng mặt, sạt lở đất cục bộ xảy ra. Hồ Bắc cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn trong những ngày gần đây. Nghi Xương và những nơi khác đã phải hứng chịu tác động kép của mưa lớn và mưa đá cùng một lúc. Tại Tuân Nghĩa, Quý Châu, dông lốc và mưa đá thay nhau gây thiệt hại về hoa màu và phương tiện. Hạt mưa đá lớn nhất có đường kính khoảng 40mm, phá kỷ lục về đường kính hạt mưa đá của năm nay. Tại thành phố Thiệu Vũ, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày nên một số khu vực nội thành bị ngập lụt, một số đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, dân làng phải gấp rút sửa chữa dưới trời mưa. Một số diện tích đất canh tác đã bị ngập lụt và nông dân bị thiệt hại nặng nề. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão và lũ lụt. Ngoài ra, mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Đông trong ngày 17. Trong đó, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều thị trấn, quận Công Hứa, thành phố Quảng Châu vào sáng sớm ngày 17. Lượng mưa lên tới 80mm trong 1 giờ, kèm theo mưa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Tương tự, thành phố Thanh Nguyên cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Cảnh Đầu, huyện Phô Gang, cơ quan khí tượng đã theo dõi lượng mưa tích lũy gần 90mm trong 1 giờ. Khu vực địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao và xuất hiện những khu vực sạt lở đất nhỏ trên một số tuyến quốc lộ. Quảng Đông bị mưa lớn và bão tấn công, các khu đô thị Thâm Quyến, Đông Quảng, Dương Giang bị thiệt hại nặng nề. Theo dự báo của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc, kể từ ngày 18 đến 19 vẫn có mưa to đến rất to ở một số khu vực phía Nam Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông và đảo Hải Nam. Có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 20 đến ngày 21, có mưa to đến rất to ở Bắc Trung Bộ Quảng Tây và Bắc Quảng Đông, có nơi mưa to đến rất to. Thưa quý vị, Trung Quốc đại lục đã bước vào mùa mưa lũ, các thảm họa như lở đất và lũ quét liên tục được cảnh báo ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử kể từ đầu tháng 7. Sau trận lở đất ở Trùng Khánh khiến 20 người thiệt mạng, thiên tai cũng được báo ở Hồ Bắc ngày 18, nhưng rất ít báo cáo ở đại lục. Trong trận lở đất ở vùng núi Hồ Bắc có 9 người mất tích. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, vào khoảng 16 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 18 tháng 7, một trận lở đất đã xảy ra trên đỉnh núi thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện Tự Trị, Ngô Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Theo các quan chức, trận lở đất ở làng Nhạc Sơn trượt về phía một công trường xây dựng ở giữa đường cao tốc Nhất Du - Lai Phong, gây thương tích và mất liên lạc. Trong số 5 người bị mắc kẹt được giải cứu, có một người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu. 4 người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng. 9 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Theo phản ánh, trên địa bàn có 17 người dân thuộc 8 hộ gia đình. Kể từ tháng 7, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang ở Trung Quốc đại lục đã hứng chịu lượng mưa lớn gây ra các thảm họa như lở đất và lũ quét. Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 7 đăng tải thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nhấn mạnh các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ toàn diện. Ông Tập Cận Bình cho biết,
những ngày gần đây, Trùng Khánh và những nơi khác có mưa lớn, một số con sông có lũ trên mức cảnh báo, gây ra thảm họa địa chất như lũ quét và lở đất, gây thương vong nặng nề về thiệt hại tài sản. Theo hội nghị chuyên đề về giữa mùa hè vào tháng 7, tháng 8 do Trung tâm Khí hậu và Tổng cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức gần đây, người ta ước tính rằng khí hậu giữa mùa hè ở đại lục năm nay sẽ bình thường trở nên sai lệch với nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn, mưa lớn định kỳ, mưa lớn và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng và thiên tai. Cuộc họp cũng dự đoán rằng lưu vực sông Tống Hoa, lưu vực sông Liêu Hà, phía đông lưu vực sông Hoài Hà, hạ lưu vực sông Dương Tử, lưu vực Thái Hà và lưu vực sông Châu Giang sẽ có lượng mưa nhiều hơn khoảng 20% trong mùa hè này so với cùng kỳ các năm bình thường, có thể xảy ra lũ lớn. Theo tin tức của CCTV, tính đến sáng ngày 15, mưa ở Trùng Khánh đã gây ra thảm họa ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương ở quận Vạn Châu, khiến gần 20 người chết và 5 người mất tích do thiên tai. Cục Thủy lợi thành phố Trùng Khánh ngày 15 tháng 7 cho biết, Trùng Khánh có lượng mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay. Trong những ngày gần đây, đến 8 giờ ngày 15 tháng 7, mực nước ở 11 con sông đã vượt mức cảnh báo và vượt ngưỡng đảm bảo. Hiện nay, mực nước đã xuống dưới mức cảnh báo. Trước đó, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, nhiều con sông ở Trùng Khánh, Giang Tân, Kỳ Giang, Phượng Kiệt, Vạn Châu và những nơi khác đã trải qua lũ lụt siêu báo động và đảm bảo an toàn. Sáng ngày 14, khi có tin lũ lụt số 1 trên sông Kỳ Giang vào năm 2023 đã hình thành, gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất xảy ra ở quận Vạn Châu của Trùng Khánh và sự sụp đổ quy mô lớn của các sườn dốc xảy ra ở hai đoạn đường ở quận Bắc Kinh, Cục Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu của thành phố Trùng Khánh cho biết, từ ngày 13 đến 14 tháng 7, quận Vạn Châu đã hứng chịu mưa lớn. Tính đến 10 giờ ngày 15, mưa đã gây ra lụt và lở đất ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Có khoảng 37.226 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 11.578 người được di chuyển đi tránh nạn khẩn cấp và 776 người được di chuyển đi tái định cư khẩn cấp. Gần 20 người chết do thiên tai và 5 người mất tích. Đồng thời, trận lũ ngày 14 tháng 7 tại huyện Vạn Châu, Trùng Khánh cũng đã khiến 1.949 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà của 50 hộ dân bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của toàn khu vực lên tới 227,5 vạn nhân dân tệ. Ngoài ra, Tứ Xuyên, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang cũng có mưa lớn trong những ngày gần đây. Kính thưa quý vị, người dân Trung Quốc khốn khổ trong thảm cảnh mưa lũ. Hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Trương Văn ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ. Nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Trương Văn quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Hạ Nguyên thuộc quận Vệ Huệ, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lụt lịch sử quét qua tỉnh này. 56 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài vì biển nước. Ngày 13 tháng 7, Trương Văn đã bơi được ra ngoài ngôi làng, bên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm và một người họ hàng mang đến tiếp tế, bắt đầu ăn chúng. Đây là những bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày qua. Tôi muốn tìm một cái thuyền cây rắc và trở về để đón gia đình tôi, Trương Văn nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Hạ Nguyên đã bị ngập nước, lũ cao quá đầu, đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ vừa mới tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy đầy hoảng loạn do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế. Xe tải và thuyền cây rắc đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn ra trước và hàng nghìn người dân làng kiệt quệ vì trận lũ đang tiếp tục ngồi chờ đợi. Cảnh tượng như ở làng Hạ Nguyên đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác ở Hà Nam. Sau trận lụt kinh hoàng tuần vừa qua, ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ tới sông Ngụy, nhấn chìm các ngôi làng ở hạ lưu. Trước khi trận lũ lụt kinh hoàng xuất hiện, Đồng Trường Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nam Quan Dinh, quận Hồi Huệ, cách Tân Hương 26 km, được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, vào đêm 21 tháng 7, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà Đồng và nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài,
ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ. Nước ngập tới hông, tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có 2 tầng. Đó chính là cách duy nhất được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200m ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút. Đồng Trường Vân kể lại, từ 8 giờ ngày 16 tháng 7 đến 18 giờ ngày 20 tháng 7, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 907mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử, với lượng mưa chút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 149,9mm. Với nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên, vì vậy nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ đợi giúp đỡ. Đồng ước tính khoảng 2.000 người đã bị mắc kẹt lại trong làng Nam Quan Dinh. Ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hà Nam đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất xảy ra. Khi trả lời phóng vấn SCMP, Đồng Trường Vân đã đứng trước hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Vân chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ. Tuy nhiên, Đồng Trường Vân vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Kinh Tử cho biết, ông bà của cô và những người sống tại quận Phong Quan của Tân Hương bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì từ tối 19 tháng 7. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, share và nhấn chuông đăng ký. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày sức khỏe, vui vẻ để đón xem chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.